Hello, xin chào mọi người. Hôm nay em sẽ thay học live một hôm nha mọi người. Học có việc đi về quê nên em sẽ thay học live. Mọi người xem live cho em xin một chấm và một lượt chia sẻ nha mọi người. Ok, em bắt đầu live luôn đi. Hôm nay em sẽ sale với giá là 80.000 một ký thôi ạ. Đầu tiên là cái chén lẩu. Đường kính là 13 cm, cao là 5 cm. Rồi, giá của cái chén này là 18.000. Ai lấy comment cho em mã 185 ạ. 18.000 mã 185 ạ. Mọi người cần gì hay là thích gì, những món gì trên bàn thì cứ comment em like trước cho mọi người nha. Sẽ lầu 18.000 mã 185. Tiếp theo là ba cái chén mộc. Đường kính là 10 cm, cao là 4 cm. 10.000 một cái thôi. Ai lấy thì comment cho em mã 100 kèm theo số lượng ạ. 10.000 một cái mà 100. Hai cái ấy chốt chưa? Nhưng mà chị chốt cho chị ấy chưa? Chờ tí em check lại nha chị Tầm ơi anh. Ở cái chén màu xanh đường kính là 8 cm, cao là 6 cm. Giá cái này là 15.000. Ai lấy thì comment cho em mã 155 ạ. 15.000 mã 155 ạ. Có tiền phía dưới luôn ạ. Rồi tiếp theo là cái chén sọc như thế này. Đường kính là 8 cm, cao là 6 cm ạ. Giá là 11.000 một cái. Ai lấy comment cho mã 112 ạ. Có tiền phía dưới luôn ạ. Tiếp theo là một cái ly uống nước có quay. Đường kính là 8 cm, cao là 9 cm ạ. Cái này có giá là 25.000. Ai lấy thì comment cho mã 258 ạ. Một một hai em chốt cho chị Lâm Xuân Nguyệt ạ. Rồi tiếp theo là hai cái cốc như thế này. Đường kính của nó là 7 cm, cao là 10 cm. Giá một cái là 20.000. Ai lấy comment cho mã 208 nha. Có tiền phía dưới nha mọi người. 20.000 một cái mã 208 ạ. Em có hai cái. Rồi một cái điểm mộc to. Đường kính là 21 cm, cao là 4 cm ạ. Ở đây nó có lồi men một chút xíu nha mọi người. Cái này là lồi trong lúc sản xuất luôn. Em sẽ sale cái này với giá là 50.000. Ai lấy thì comment cho mã 502 ạ. 50.000 cái này mã 502. Cái này chén cơm đường kính là 11 cm, cao là 6 cm. Giá cái này là 17.000. Ai lấy thì comment cho mã 178 nha. 17.000 một cái mã 178 ạ.
một cái chén màu đen có hoa phía trong, đường kính là 11 cm, cao là 5 cm ạ. Giá cái này là 25.000, ai lấy thì comment cho mã 258 ạ. 25.000 mã 258 nha mọi người. Đây, một cái chén melam cao chân, đường kính là 12 cm, cao là 7 cm. Giá là 40.000 một cái, ai lấy thì comment cho mã 402, có tiền phía dưới luôn nha mọi người. 40.000 một cái mà 402, em có 4 cái. Kèm theo số lượng cho em nha. Mà 402 em có 4 cái. Rồi cái tô như thế này, đường kính là 17 cm, cao là 6 cm. Giá tô này là 40.000 luôn, ai lấy thì comment cho mã 405. Chỉ có 40.000 một cái tô thôi. Hôm nay sale rất là rẻ luôn. Đây, một cái tô tiếp tục. Đường kính là 13 cm, cao là 6 cm ạ. Giá tô này là 30.000, ai lấy thì comment cho em mã 308 ạ. Có tiền phía dưới nha mọi người. 30.000 mã 308. Có chiều dài là 17 cm, chiều cao là 4 cm. 25.000 một cái, em có 3 cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 256, em có 3 cái. 25.000 một cái. Xếp trên cơm này em có 4 cái. Đường kính là 11,5 cm, cao là 5 cm ạ. 20.000 một cái ạ, em có 4 cái. Mọi người comment cho em mã 205 nha. Kèm theo số lượng em có 4 cái nha mọi người. Mã 205 ạ. Mấy cái chén chấm có đường kính là 9 cm, 10.000 một cái nha mọi người. Ai lấy thì comment cho em mã 102, em có 4 cái. 205 4 cái em chốt cho chị Tào Thị Dương. Một cái tô mộc nhỏ, đường kính là 13 cm, cao là 7 cm. Giá của tô này là 30.000, ai lấy thì comment cho em mã 305 ạ. 30.000 một cái mà 305. Đây, tiếp tục có một set chén cơm. Set chén này em có 5 cái, cũng 20.000 một cái, ai lấy thì comment cho em mà 206 ạ. Em có 5 cái ạ. 20.000 một cái mà 206 ạ. Bên trong có hoa luôn. Mấy cái chén cá, đường kính là 12 cm, cao là 5 cm ạ. 20.000 một cái mà 207 cho em nha. Em có 3 cái. 20.000 một cái mà 207. 206 em chốt cho anh Nguyễn Trung. Cái này là 207, em có 3 cái nha mọi người. Hai cái chén cơm như thế này, 20.000 một cái luôn mà 208. Hai không bảy ba cái em chốt cho chị Tào Thùy Dương. Cái này 208 em có 2 cái nha mọi người. Rồi tiếp theo em có đây mấy cái chén chấm mà kiểu mộc mộc. 208 2 cái em chốt cho chị Tào Thùy Dương. Chị Tào Thùy Dương ơi, một cái nó bị mẻ rồi, còn một cái thôi, chị có lấy không? Em tặng cho chị cái này luôn nha. Chiều dài cái này là 11 cm.
Giá là 15.000 một cái, em có 4 cái nha mọi người. 15.000 một cái, em có 4 cái mà 158 em có 4 cái ạ. Ok chị ta sẽ dưa. Cái này em bỏ vào cho anh Nguyễn Trung luôn nha. Này có. Em có hai cái thố tam thái như thế này. Đường kính là 9, chiều dài là 9 cm, cao là 6 cm ạ. Một cái có giá là 18.000, ai lấy thì comment cho em mã 182, em có hai cái nha mọi người. 18.000 một cái mã 182. Rồi, cái thố có nắp hình lưới. Đường kính của nó là 8 cm, cao là 8 cm, chưa tính nắp luôn ạ. Cái này có giá là 40.000 một cái, em có 5 cái. Ai lấy thì comment cho em mã 408, em có 5 cái. Đây, em lên hết chén cơm nha. Hai cái chén cơm như thế này, cung men lam 20.000 một cái mà 200. Em có 2 cái ạ. Một cái là 200 nha mọi người. Tiếp tục hai cái men lam. Hai cái này thì to hơn một chút, đường kính là 12 cm, cao là 6 cm ạ. Cái này 25.000 một cái, ai lấy thì comment cho mã 258, em có hai cái ạ. Đường kính là 17 cm, cao là 7 cm. Tô này giá là 40.000, ai lấy thì comment cho em mã 405 ạ. À. 405 nha mọi người. Đây em sẽ lên tô dần dần. Cái này cũng là tô men đá hòa tiết đẹp luôn. Đường kính của cái này là 17 cm, cao là 9 cm ạ. À. Năm mươi nghìn một cái nha mọi người. Ai lấy thì comment cho em mã 502 ạ. Tô này tô to men đá đẹp luôn. Rồi đĩa đen to. Đường kính là 24 cm. 502 em chốt cho chị Tào Thị Dương. Giá cái đĩa này là 60.000. Mọi người lấy thì comment cho em mã 608 ạ. 60.000. Đường kính là 25 cm ạ, mã 608 nha mọi người. Còn rất là mới luôn. 608. Tiếp theo tô to nữa này. Đường kính tô là 20 cm, cao là 10 cm ạ. Giá cái này là 68.000, ai lấy thì comment cho em mã 682 ạ. 608 em chốt cho chị Tào Thùy Dương. Cái tô này là 68.000 mà 682 nha mọi người. Cũng là tô to luôn. 4 bát cơm ngay bàn. Ok chị. Đây 4 bát cơm. Nó dáng tròn tròn giống bát Việt Nam nha mọi người. Đường kính là 11 cm, cao là 6 cm ạ. Nó kiểu tròn tròn ấy. 4 cái này 100.000, ai lấy thì comment cho em mà 102 ạ. 100.000 cả 4 cái luôn nha mọi người. 682 em chốt cho chị Tào Sứ Dương. Cái này 102 ạ. Rồi hai cái đĩa đẹp hoa đào. Đường kính là 21 cm, cao là 4 cm, nó kiểu hơi sâu lòng. 102 chốt cho chị Tào Thùy Dương. Phía dưới có tên là Faisina, có nghĩa là sứ nha mọi người. Một cái có giá là 50.000, ai lấy thì comment trên mã 502 ạ. Em có hai cái nha mọi người. 50.000 một cái mà 502 nha mọi người. Tiếp theo tô. 4 cái tô. Đường kính là 18 cm, cao là 6 cm ạ.
giá một cái là 40.000 thôi. Ai lấy thì comment cho em mã 404 ạ. Bên trong có hoa như này. Bên dưới có trên đỏ luôn nha. 40.000 một cái mà 404, em có 4 cái nha mọi người. Hai cái đĩa vuông to nó hơi sâu lòng. Chiều dài là 20 cm, cao là 4 cm luôn ạ. Giá của nó là 50.000 một cái. Ai lấy thì comment cho em mã 508 nha mọi người. 50.000 một cái mà 508, phía dưới cũng có tiền luôn. 50.000 một cái mà 508 cho em đúng nữa. Rồi, mọi người cần gì cứ comment để em lên tiếp cho nha. Một chồng chén để chấm mấy cái hình dễ thương luôn nha. Đường kính của nó là 9 cm, cao là 3 cm ạ. Giá là 10.000 một cái, em có 6 cái. Ai lấy thì comment cho em mã 106 nha, em kèm theo số lượng nha. 404 một cái, em chốt cho chị Lâm Xuân Nguyệt. Cái này là 106, em có 6 cái ạ. Một cái tô hoa đỏ này. Bên trong cũng có hoa. Đường kính là 12 cm, cao là 8 cm ạ. Giá cái này là 35.000. Ai lấy thì comment cho em mã 356 ạ. 106, 6 cái em chốt cho chị Tào Thị Dương ạ. Cái này 35.000 mà 356 nha mọi người. Có tô to ăn mì không em? Tô to cũng có nhưng mà nó em thấy không có men lam với chưa có đồng bồ anh ạ. 356 em chốt cho chị Iris Lưu. Rồi tiếp theo. Cho xem lại hai điểm mình cho sang. Tiếp theo nha mọi người. Đây hai điểm mình cho ra đây anh Nguyễn. Có tiền phía dưới đây ạ. 50.000 một cái nha, mã 502 cho em nha. Bát cơm mộc ok, bát cơm mộc. Em có hai cái bát cơm mộc như thế này. Đường kính là 11 cm, cao là 5 cm, giá là 20.000 một cái thôi ạ. 20.000 một cái mà 208 cho em nha. Em có hai cái ạ. 502 em chốt cho anh Nguyễn Xuân Nguyễn Trương. Cái này à, 208 đúng không? Em có hai cái ạ. Hai không tám em chốt cho anh Đường Thuần. Người mới mọi người inbox thông tin vào fanpage rồi bên em chốt hàng cho mọi người nha. Hai cái chén trà như thế này. Đường kính là 9 cm, cao là 4 cm ạ. Hai cái 20.000, ai lấy thì comment cho em mã 208 ạ. Bên em chuyển khoản mới đi hàng với bên em đi đơn từ 300k nha anh Đường Thuần ơi. Rồi tiếp theo. Đây. Một chồng đĩa men lam siêu đẹp luôn. Đường kính là 12 cm ạ. 15.000 một cái, em có 5 cái ạ. Hoa rất là đẹp luôn. Lấy thì comment cho em mã 158, em có 5 cái ạ. Đĩa vàng dưới chồng chén trắng. Ok chị. Đĩa vàng dưới chồng chén trắng. Hai không tám em chốt cho anh. À em chốt rồi. Rồi một cái đĩa vàng như thế này. Đường kính là 16 cm, cao là 5 cm ạ. Giá của nó là 30.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 302 nha. Em có một cái thôi. Rồi tiếp theo. Bốn cái đĩa men chu đá. Đường kính là 16 cm ạ. Cao của nó là 4 cm. 302 em chốt cho chị Tào Thị Dương ạ.
Cái này có giá là 20.000 một cái. Ai lấy thì comment cho em mã 203. Em có 4 cái nha mọi người. 20.000 một cái mã 203. Một cái hộ, cái thủ, cái hủ có nắp. Đường kính là 8,5 cm, cao là 5 cm, chưa tính nắp ạ. 203 3 cái em chốt cho chị Tà Thị Dương. Cái hủ này có giá là 60.000, ai lấy thì comment cho em mã 602 ạ. Cả 4 cái luôn cho chị Tà Thị Dương luôn. Cái này là 602 nha mọi người. Có lớp men. 302 bên máy em là của chị Tà Thị Dương trước nha chị Alice Lưu. Em chốt cho chị Tà Thị Dương luôn. Rồi bát lưới, một cái chén cơm lưới 20.000 mà 208 ạ. Bên trong có hoa luôn này. 20.000 mà 208, bên dưới có tiền. Ok chị Tà Thị Dương nhường cho chị ai rất nhiều. Cái đó 302. Đây hai cái chén lưới tiếp đây. Cái này có một cặp. Cái này to nha mọi người. Đường kính là 12 cm, cao là 6 cm ạ. Cái này có giá là 30.000 một cái, em có 2 cái mà 306 cho em nha. 30.000 một cái, em có 2 cái ạ. 208 cho chị Tào Thị Dương ạ. Tiếp tục là một chén bìa chấm. Đường kính của nó là 12 cm ạ. Một cái có giá là 15.000, em có 7 cái nha mọi người. 15.000 một cái, em có 7 cái. Ai lấy thì comment cho em mã 158. Em có 7 cái nha. Kèm theo số lượng cho em luôn nha. Đây, cái này giống như cái lẩu. Đường kính của nó là 12 cm, cao là 5 cm. 18.000 một cái, em có 3 cái. Ai lấy thì comment cho em mã 182, em có 3 cái ạ. 18.000 một cái mã 182, em có 3 cái nha mọi người. Một chồng đĩa to luôn. Mấy cái này là men tiêu nha mọi người. Nó có vết men tiêu như thế luôn. Đường kính của nó là 22 cm ạ. Cao là 5 cm, nó là đĩa sâu lòng. Giá một cái là 50.000, em có 4 cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 502, em có 4 cái nha mọi người. 50.000 mã 502 nha, em có 4 cái. Kỳ An 182 3 cái em chốt cho chị An An. Cái này 50.000 nha, em có 4 cái. Cái đĩa con cá này. Đường kính của nó là 16 cm, cao là 3,5 cm ạ. 20.000 một cái, ai lấy thì comment cho em mã 204 ạ. 20.000 mã 204 chứ giúp em ạ. Đây. Cái này hoạt tiết khác nhau nhưng nó là một cặp, em bán chung luôn nha mọi người. Đường kính của nó là 13 cm, cao là 4 cm ạ. Cặp này có giá là 50.000. Ai lấy thì comment cho em mã 508 ạ. 204 chốt cho chị Iris Lưu ạ. 50.000 mã 508 nha mọi người. Lên hai bát có hoa đỏ lòng nha bạn. Hai bát ạ. Bát nào có hoa đỏ lòng nha. Em lên 3 cái chén chấm trước nha mọi người. 3 cái, hai cái này trước. 10.000 một cái ạ. Hai cái 20.000. Ai lấy thì comment cho em mã 202 ạ. 508 cho chị Tà Thị Dương. Cái này 10.000 mã 101 nữa nha mọi người. Rồi tiếp theo một cái tô. Đường kính là 16 cm, cao là 5 cm ạ. 202 em chốt cho chị Đường Thuần ạ. Tô này có giá là 50.000, ai lấy thì comment cho mã 508 nha mọi người. Bên trong hình như là hình Daruma.
50.000 mà 508 ạ. Rồi, một cái đĩa sâu lòng. Đường kính là 20 cm, cao là 4 cm ạ. 508 cho tỷ tà tỷ dương. Giá của nó cũng 50.000 luôn. Ai lấy thì comment cho em mã 505 ạ. 50.000 luôn mã 505. Nhìn bên dưới rất là còn rất là mới. 505 ạ. Đây, cái này để bình rót nước tương, nước mắm. Giá cái này là 40.000, ai lấy thì comment cho em mã 402 ạ. Có trên phía dưới 505 cho chị Tạ Thị Dương luôn. Mà chị Tạ Thị Dương nhanh quá. Có viền vàng nha mọi người, 40.000 mã 402 ạ. Đây một cái đĩa mộc này. Em có 5 cái đĩa như thế này. Đường kính là 18 cm, cao là 4 cm ạ. Một cái có giá là 45.000, ai lấy thì comment cho em mà 452. Em có 5 cái nha mọi người, 45.000 một cái mà 452. Có tiền phía dưới luôn. Lên trồng điểm màu vàng đâu. Đây 452 nha, em có 5 cái. Rồi cái hủ như thế này, có đĩa lót phía dưới luôn. Đường kính của nó là 7 cm, cao là 6 cm ạ. Chưa tính nắp ạ. Cái này giá là 80.000 nha. Em thôi em sale còn 70.000 nha. Mà 705 nha, em có 3 cái nha mọi người. Em cho cho tỷ tàu Thùy Dương 452 3 cái á. Em thay cho học hôm nay thôi nha chị Mobilia. Đĩa vàng nhạt hoạt tiết cành lá hướng 12 giờ. Cái em vừa lên rồi ạ, 45.000 một cái mà 452 nha anh Cường. Em có 2 cái ạ, 45.000 một cái mà 452, em có 2 cái ạ. Hai cái tô đen như thế này ạ. Đường kính là 18 cm, cao là 7 cm ạ. Một cái là 45.000, ai lấy thì comment trên mã 458 nha, em có 2 cái nha. 45.000 mà 458, em có 2 cái. Cái lá đen em. Lá đen. Thố vuông hướng 9 giờ. Đây em có 3 cái thố vuông tam cái. Cành của nó là 12 cm, cao là 6 cm ạ. 25.000 một cái, em có 3 cái. Comment cho em mã 257 nha. 25.000 một cái mã 257. Bên trong có hoa tiết, bên ngoài có hoa tiết luôn ạ. Cái bán tô sau cái nồi hướng 12 giờ. 257 một cái. 257 một cái cho chị à, 3 cái cho chị Mobilia luôn ạ. Đây cái tô đây ạ. Nó hơi méo méo nha mọi người. Đường kính của nó là 22 cm, cao là 6 cm ạ. Giá tôn này là 55.000, ai lấy thì comment cho em mã 556 ạ. Em có một cái. Phía dưới nó có 3 chân nha, 556 nhân chị Tà Thủy Dương. Để con cá 10.000 mã 102. 556 cho chị Tà Thủy Dương. Một cái đĩa men lam. Đường kính là 20 cm, cao là 4 cm ạ. 35.000 một cái. Ai lấy thì comment cho em mã 358. 102 cho chị Tào Thị Dương ạ. 358. Đĩa hay thố gì hướng 10 giờ. Cái thố chân cao nha chị Mobilian. Có tiền phía dưới. 40.000 một cái. Comment cho em mã 408 ạ. Em có 5 cái. Đường kính là 12 cm, cao là 7 cm ạ. 40.000 mà 402, em có 5 cái. Cái này đường kính là 22 cm ạ. Giá là 50.000. Ai lấy thì comment cho em mã 502 ạ. 50.000 mã 502 nha mọi người. Phía dưới có tiền 50.000 mà 502. Ôi, 3 cái thố tam thái hình vuông, hoạt tiết rất là đẹp.
bên dưới có tiền luôn nha. Đường kính là 10, đường kính là 9 cm, cao là 5 cm, 502 chất cho thịt tạp thùy dương. 20.000 một cái, em có 3 cái. Mà 208 nha, em có 3 cái ạ. Được, em lên địa chỉ nhật thôi. Ôi, hai cái đĩa chữ nhật tam thái luôn nha mọi người. Đường kính là 26 cm, bề ngang là 15 cm. Giá của nó là 50.000 một cái, em có 2 cái nha. Comment cho em mã 505 nha. 208 3 cái chốt cho gì Mobilian. Cái này 505 em có 2 cái ạ. Thố này phải không? Đây là cái ly to mình đừng canh, nhưng mà bên trong nó bị nứt rồi. Nứt hay là không phải nứt. Bên trong nó bị bẩn rồi không phải nứt. Đường kính của nó là 13 cm, cao là 12 cm, là một cái ly rất là to luôn. Giá của nó là 60.000, ai lấy thì comment cho em mã 608, 60.000 cái ly này mã 608 nha. Rồi 505 chốt cho thì lên phí một cái, chị Đăng Kim Dung ơi còn một cái thôi chị lấy nha. Rồi tiếp theo ba cái điểm của sắc. Đường kính là 20 cm, bề ngang là 13 cm. Cái này có giá là 40.000 một cái, em có 3 cái nha. 608 em chốt cho chị Lâm Xuân Nguyệt. 505 em chốt cho chị Đăng Kim Dung một cái luôn ạ. Rồi cái này là 40.000 mà 408 em có 3 cái nha mọi người. Bốn không tám nha anh Đường Thuần đây. Bốn tám mỗi ngày. Bán đấy. Bán. Bán giá. Không ngóc hồi. Bảy trăm đấy. Em muốn kề bích hoa nhiều mới. Đây cái này là cái tô bằng gỗ nha mọi người. Có trên đỏ phía dưới luôn. Bên trong đây. Giá cái tô này à? Đường kính là 11 cm, cao là 7 cm. Tô này giá là 80.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 808 ạ. Cái này mới nguyên hộp có hộp luôn nha mọi người. 808 408 3 cái chốt cho anh Đường Thuần. Đây cái đĩa lớn mọc. Chiều dài của nó là 25 cm ạ. Cái này giá là 66.000, nay lấy thì comment cho em mã 666 ạ. Cái thổ có chân 5 cái là mã 408 nha chị Mobi. Đầu lai có 1 cái. Không, chị bỏ lại rồi. Có 1 cái là chị bỏ lại. Bỏ 1 cái. Cái đấy có 4 cái thôi chị Mobi ơi, 1 cái không phải có 5 cái đâu. Cái này 666 nha mọi người. Chị Mobi ơi có 4 cái thôi chị lấy nha. Rồi cái gì nữa ta? Lấy 3 cái chén ngũ sắc. Rồi chốt 4 cái cho chị Mobi. 666 tạ thị dương. 666 em chốt cho chị tạ thị dương. Lấy 3 cái chén ngũ sắc có chân đi chị. Ok luôn nha mọi người. Đây chén ngũ sắc đây. Có 2 cái thôi nha. Đường kính là 11 cm, cao là 6 cm. Nó là có chân cao và ngũ sắc rất là đẹp. Cái này có giá là 80.000 một cái, em sale còn 70. Mọi người lấy thì comment cho em mã 707, em có 2 cái nha. Ngũ sắc rất là đẹp luôn. Em có 2 cái. Rồi cái thủ có nắp này. Mã sai nhưng mà chị ấy comment lại đúng mã và đầu tiên luôn nha chị Mobi. Comment sau đó luôn ý. Nồi có nắp đi em, ok chị Nguyễn Thảo. Cái này đường kính là 15 cm, cao là 7 cm ạ. Số này có giá là 50.000, mọi người lấy thì comment cho hàm hẳn 505 ạ. Mới tin có cái mác nguyên mác hơn 50.000 mà 505 nha.
Rồi cái bình trà. Bình trà lọc lưới nha mọi người. Đường kính miệng là 9cm, chiều cao là 7cm ạ. Bình trà này to nha. Giá là 300.000, còn mới nguyên, còn nguyên mắc. 300.000 mà lấy thì ai lấy thì comment cho em mã 300 ạ. 505 trước cái gì Nguyên Thảo. Cái bình trà này là 300 nha. Cho em xem lại 556, cho xem lại 556. Đây nồi đấy. Nồi này còn mới nha. Đường kính là 19cm, cao là 6cm, chưa tính nắp ạ. Phía dưới cũng rất là mới, mới nguyên chưa dùng. Cái này có giá là 150.000 ạ. Ai lấy thì comment cho em mã 152 ạ. 150.000 nha. Bên trong với bên dưới rất là mới, chưa dùng lần nào. Chị Ajit ơi, 556 là cái chị chốt rồi hay là chưa chốt ạ? Cái điều với này đây rồi. 152 em chắc cho chị An An. Còn bát cơm đủ 6 chiếc thôi. Có cái điều đỏ đâu rồi. Cái rằng rằng này này là 7 cái. Rồi tiếp tục nha mọi người. Cái này đường kính là 24cm ạ. Cao là 7cm nha. Thố vuông mộc. Giá cái này là 100.000. Mọi người lấy thì comment cho mã 108 ạ. 100.000 mà 108 ạ. Cái này có mấy cái? Đây cái chén cơm này 15.000 một cái thôi. Em có 7 cái. 15.000 một cái mà em có 7 cái nha. Mà 157 cho em nha. Em có 7 cái ạ. Trước em 556 cái nào nhỉ? Simobi 157 chỉ lấy mấy cái á. Cái này bình đứt rồi. Cái này men nó hơi ràn nha mọi người, nên là em sẽ sale xuống. Cái này là gốm Shino. Đường kính là 18cm, bề ngang là 13cm ạ. Giá của nó là 30.000, em sale còn 25.000 thôi. Ai lấy thì comment cho em mã 252 ạ. 1577 cái cho trong chi Mobi. Đây 556 em chị Tạ Thùy Dương trước nha. 556 chị Tạ Thùy Dương trước nha. Chị ai rất lưu em đọc chuẩn lắm ấy, chứ không có sai nhiều đâu. Rồi tiếp theo cái gì đây? Một cái tô màu đen. Đường kính của nó là 15,5cm, cao là 8cm ạ. 40.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 403 nha. 40.000 mã 403. Rồi cái hũ siêu to siêu khổng lồ đây. Đường kính chưa tính nắp của nó là 17cm, cao là 17cm luôn ạ. Giá cái này là 180.000. Mọi người lấy thì comment cho em mã 188 nha. Này là giá em sale xuống chứ nó nặng lắm. 180.000 mà 188 nha mọi người. Hũ có nắp đây ạ. Rồi rồi. Đây. Hai cái tô kiểu men xưa. Đường kính của nó là 18cm, cao là 6cm ạ.
Một cái có giá là 50.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 502 có trên độ phía dưới nha. Họa tiết nó rất là sắc sảo. 188 chất cho chị Mỹ Phước ạ. Cái này 50.000 mã 502, em có hai cái ạ. Hai cái khay để đựng chén chấm. Đường kính của nó là 20 cm, bề ngang là 9 cm ạ. Chén chấm 3 ngăn. Một cái có giá là 30.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 305, em có hai cái. 502 chị Tám ơi, anh lấy mấy cái ạ? Cái này 305 em có hai cái. Một cái chén mộc màu đen đây, nó sần chùi. Đường kính là 13 cm, cao là 7 cm ạ. 30.000 một cái mà 300 nha mọi người. Phía dưới nhìn nó rất là mới. 30.000 một cái mà 300. Ok, chắc cho gì Tám Mai Oanh hai cái ạ. Đây, một cái khay nướng. Cái này dùng cho lò nướng mình nướng bánh. Chiều dài là 23 cm, tính cả quay. Bề ngang là 14 cm ạ. 50.000 cái này nha mọi người. Mọi người lấy thì comment cho em mã 503. 50.000 cái này mã 503. Nói nhiều khan cổ ấy nhỉ. Trước học nói mấy tiếng hồ luôn. Rồi em tiếp tục nha mọi người. Em có 3 cái thố tam thái tiếp này. Đường kính là 9 cm, cao là 6 cm ạ. 20.000 một cái, mọi người comment cho em mã 208 á. Em có 3 cái. 503 cho chị Hoàng Diều ạ. 208 nha mọi người, em có 3 cái. Một cái tô hoa anh đào màu hồng. Đường kính là 13 cm, cao là 7 cm ạ. Cái này có giá là 30.000 luôn. Ai lấy thì comment cho em mã 303. Cho chị Nguyên Thảo 208 3 cái ạ. Cái này 303 nha mọi người. Hôm nay sale rất là rẻ mà người tranh thủ mua nha. Rồi cái điểm mộc đây. Đường kính là 17 cm, cao là 3 cm ạ. 40.000 cái này mọi người lấy đi comment cho em mã 402 ạ. Nhìn nó rất là không bình thường nhưng mà rất là đẹp. 402 nha. Hù lưới có nắp hướng 11 giờ. Hù lưới có nắp hướng 11 giờ. Đầu góc kia kìa. Cái này có 4 cái nha. Đường kính của nó là 8 cm, cao là 8,5 cm, tôi tính lắm. À em có 5 cái. 40.000 một cái nha chị Mỹ Phước, em có 5 cái. Mọi người lấy thì comment cho em mà 408 ạ, em có 5 cái ạ. Đây cái tô. Đường kính là 15 cm, cao là 4 cm ạ. Giá của nó là 25.000, mọi người lấy thì comment cho em mà 252 ạ. Họa tiết trong ngoài luôn 252. Tô hoa đào màu hồng. 408 5 cái chốt cho chị Mỹ Phước ạ. Đường kính là 15 cm, cao là 4 cm ạ. Cái này cũng 25.000 luôn mà 258 nha. 252 cho chị Lên Thì, cái này 258. Rồi tiếp theo cái thố cao thành. Đường kính là 13 cm, cao là 6 cm ạ. 35.000 một cái này mã 352 giúp em nha. 35.000 một cái mà 352 ạ. Thố cao thành. Rồi. Cái này là có tô mà có miệng rót. Đường kính là 17 cm, cao là 5 cm ạ. Giá một cái là 35.000, em có 3 cái. Mọi người lấy thì comment cho mà 355, em có 3 cái nha mọi người. Nhìn phía dưới nó rất là còn rất là mới. 355 em có 3 cái. Một cái ly to mình dùng để đựng ống đũa hay là ống bút cũng được. Đường kính là 10 cm, cao là 10 cm ạ. Giá cái này là 35.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho em mà 350 ạ. 35.000 một cái mà 350 ạ. Rồi.
Đây cái chén ngũ sắc xưa này. Đường kính là 10cm, cao là 6cm ạ. Cái này giá là 30.000, mọi người lấy thì comment cho em là 308 nha. 30.000 một cái, 308 ạ. Mọi người thích gì cái comment em lên trước cho nha mọi người. Một cái điểm mộc dài. Đường kính là 28cm, bề ngang là 10cm. Giá của nó là 40.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 402 ạ. 308 em chốt cho anh Cường Nguyễn nha. 402, cái này 402 nha mọi người. Một cái đĩa chữ nhật hình gấu pu. 402 cho anh Đường Thuần ạ. Đường kính là 24cm, bề ngang là 16cm ạ. Giá của nó là 40.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 404 ạ. 40.000 mã 404 ạ. Tiếp theo em có một cái bình hoa, bình rót. Chiều cao của nó là 12cm ạ. Cái này có giá là 35.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 350 nha. 404 em chắc cho chị Đăng Kim Dung ạ, 350. Hôm nay sale lớn nha mọi người tranh thủ mua nha. Cái này có đường kính là 12cm, 20.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho mã 208 ạ. 208 là 402 cho anh Đường Thuần, 404 cho chị Đăng Kim Dung ạ. Ba cái đĩa vuông như thế này. Cành của nó là 12cm ạ. 20.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 202, em có 3 cái ạ. 20.000 một cái, mã 202 em có 3 cái. Hai cái đĩa chấm hoa tiết khác nhau. Đường kính của nó là 10cm ạ. Hai cái 35.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 356, 35.000 cả hai cái nha. Chốt cho chị Kim Nhung 202 ạ, chị người mới nhắn tin thông tin vào fanpage rồi. Ngày mai bên em chốt hàng cho chị nha. Ba cái đĩa chấm. Ba cái này 20.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 206. Cành của nó là 9,5cm. 20.000 cả ba cái. Mã 206 nha mọi người. Cái này mã gì? 35. Thố viền nâu có quai. Thố viền nâu có quai. Đây. Số này cũng là dùng để nướng. Đường kính là 20cm, bề ngang là 12cm ạ. Một cái có giá là 40.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 408 ạ. Có hộp mới lên nha chị với. Hôm nay sale em chưa có hộp mới chị ơi. Cái này 408 em có 2 cái nha. Bốn không tám hai cái chốt cho anh Đường Thuần. Đường kính cái tô này là 16cm, cao là 6cm ạ. Tô xanh này có giá là 35.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 352 ạ. Sáu em chốt cho chị Kim Nhung ạ. Cái này 352 em chốt cho chị Tà Mai Oanh ạ. Rồi một cái méo mó hình có tam thái, đường kính là 10cm, cao là 5cm ạ. 30.000 cái này, mọi người lấy thì comment cho em mã 302 ạ. 30.000 mã 302 ạ. Rồi tiếp tục em lên một cái đĩa chữ nhật nghe lam. Đường kính là 20cm, bề ngang là 14cm ạ. Cái này có giá là 40.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 408 nha. 302 chốt cho chị Đăng Kim Dung, góc trong cùng bên trên có một hộp. Rồi lấy cái hộp đi chị. Hộp lấy tay ấy. Cái này 408 nha mọi người. Cái hộp này là hộp hộp chén bằng gỗ nha chị Sita. Màu đỏ. Giá là 80.000, lấy thì comment cho em mã 802 ạ. Mới nguyên hộp luôn ạ. Đường kính của nó là 12cm, cao là 7cm ạ. 80.000 mã 802. 408 em chốt cho chị Đăng Kim Dung.
một cái đĩa đen sâu lòng. Đường kính là 23 cm, cao là 7 cm ạ. Giá cái này là 50.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 506 nha, 50.000 mã 506 ạ. Đĩa ngũ sắc, đĩa mộc đen đi, ok mọi người. Đĩa ngũ sắc đây. Em có 3, 6, 9 cái. Cái này có 9 cái luôn nha mọi người, nó kiểu chén chấm á. Đường kính là 12 cm. 20.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 202 ạ, em có 9 cái ạ. 506 chốt cho anh Đường Thuần, cái này 202 em có 9 cái. Đây một cái tô to. Đường kính của nó là 17 cm, cao là 8 cm ạ. 55.000 một cái mà 555 cho em nha, 555 tô to nha. 202 một cái cho anh Cường Nguyễn, 5 cái cho chị Sita. Chị Mai anh ơi, còn 3 cái thôi em chốt cho chị nha. Đúng không? Có đủ 10 cái không? 4, 5 còn 3 cái thôi, còn 9 cái. Chị Mai anh ơi, còn 3 cái thôi nha. Rồi tiếp theo, một cái thố ngũ sắc như thế này. Rồi ok chị. Chiều dài của nó là 13 cm, cao là 7 cm. Thố ngũ sắc ạ. 50.000 cái này mà người lấy thì comment cho em mã 502 ạ. Đây 50.000 cái này. Ngũ sắc rất là đẹp. Tiếp theo là một cái thố bên trong có hoa. Chắc qua camera nó hơi nhìn hơi mờ nhưng bên ngoài nó rất là đẹp. Đường kính là 18 cm, cao là 6 cm. 502 em chốt cho chị Tà Mai Oanh ạ. Cái này có giá là 60.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 608 nha. Hoa bên trong nhìn rất là đẹp. 60.000 mã 608 á. Có tiền phía dưới á. Đây. Xét điểm mộc này mọi người. Em có 4 cái. Cái này có hoa tiết và màu sắc khác nhau nha. Ở hoa tiết thì đúng không? Hoa tiết giống nhau còn màu sắc khác nhau. Em bán nguyên lô 4 cái thôi nha mọi người. Đường kính của nó là 20 cm, cao là 5 cm. 4 cái này giá là 200.000, mọi người lấy thì comment cho mã 208 ạ. 200.000 mã 208 ạ. Bát cơm mộc màu đen có không? Để em kiếm nha anh Đường Thuần. Set này 200.000 mã 208 nha mọi người. Cái này chắc là để trồng cây hay là làm gì đó. Đường kính là 18 cm, cao là 6 cm ạ. 50.000 mà là 502 ạ, 50.000 mà 502 ạ. Thố hồng nào chị Iris ơi, thố hồng nào. Một cái chén cơm. Đường kính của nó là 11 cm, cao là 5 cm ạ. 20.000 cái này mọi người lấy thì comment cho em mã 208 ạ. 20.000 mã 208. Đây thú hồng đây. Đường kính là 14 cm, cao là 8 cm ạ. Giá là 50.000 nha mọi người, 50.000 mã 509 ạ. 50.000 mã 509 nha. Em có 6 cái chén như thế này. Đường kính là 11 cm, cao là 5 cm. Nó hơi thấp, thấp hơn so với chén cơm. Giá một cái là 15.000, em có 6 cái, mọi người lấy đi comment cho em mà 158 nha. 509 chốt cho chị ai chứ chị. 15.000 mà 158, em có 6 cái nha mọi người. Cái này đường kính là 14 cm, giá là 20.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 202 ạ. 20.000 mã 202. 158 6 cái cho chị Đăng Kim Dung. Một cái tô có hoa rất là nét, rất là sắc sảo đẹp nha. Đường kính là 15 cm, cao là 7 cm ạ.
Giá của nó là 40.000. Mọi người lấy cái comment cho em mã 402. 40.000 mã 402, phía dưới có tiền. Hoa ở hai mặt luôn ạ. 202 cho chị Kim Nhung. Chị Kim Nhung nhắn tin vào fanpage cho bọn em nha. Bên em chuyển khoản đi hàng và đi đơn từ 300.000. Đây cái đĩa sâu lòng. Đường kính là 20cm. Giá của nó là 40.000 luôn. Ai lấy thì comment cho em mã 408 ạ. 40.000 mã 408, chiều cao là 4. Mọi người lấy thì comment cho em mã 408. 402 cho chị Tám Mai Oanh. Đây, tiếp tục là cái đĩa. Đường kính là 22cm. 50.000 mọi người lấy thì comment cho em mã 506. 50.000 một cái mã 506 nha. Phía dưới có tiền luôn nha, còn rất là mới. 50.000 một cái mà 506. Đường kính là 17cm, cao là 8cm. Đây, bên ngoài, đây là men chữ đá, là tô to, ăn phở, ăn mì thoải mái nha. 50.000 luôn, mọi người lấy thì comment cho em mã 505 ạ. 50.000 mã 505 ạ. Đây, 3 cái hoa cầm tú câu. Đường kính là 12cm ạ. 10.000 một cái mã 108. Mọi người lấy thì comment cho em mã 108 với số lượng nha. Em có 3 cái. Tô màu xanh, bên trong có cặp tím. Đường kính là 13cm, cao là 6cm ạ. Giá tô này là 40.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 404 ạ. Nó bị bẩn thôi, chứ chùi là ra nha mọi người. 404 nha mọi người. Đây một cái chén cơm màu đen. Đường kính là 10cm, cao là 5cm ạ. 20.000 mã 208 nha mọi người. 20.000 mã 208 ạ. Rồi, tiếp tục nha. Chén cơm này, em chén chú tiểu này em có 6 cái nha mọi người. 20.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho mã 206, em có 6 cái. 208 chốt cho anh Đường Thuần ạ. Chị xả 6 chén, ok chị Đặng Kim Dung nha. Cái này 202 em có 6 cái nha, đúng không ta? Đây, cái đĩa cutani. Đường kính của nó là 16cm. Phía dưới có tiền xanh ạ. 25.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 255 nha. Em có một cái thôi, đường nét của nó rất là sắc sảo. 255. Em có hai cái khối đâm, nó vừa vừa. Đường kính là 12cm, cao là 5cm ạ. 30.000 một cái, 308 em có 2 cái nha. 255 em chốt cho chị Kim Nhung ạ. Cái này 308 em có 2 cái. Cái này bình mẻ rồi. Đây cái tô con cú, hình như có ai chốt rồi. Đường kính là 12cm, cao là 7cm ạ. Cái này có giá là 30.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 303. Em có một cái thôi, 30.000 mã 303. Tô xanh và tô hình vẽ. Tô xanh. Đây hai cái tô đẹp đây, siêu đẹp luôn. Vẽ hoa rất là đẹp, hai loài hoa khác nhau. Đây, em bán nguyên cặp luôn nha mọi người. Đường kính của nó là 13cm, cao là 7cm. Cặp tô này bên ngoài có hoa, bên trong cũng có hoa luôn. 100.000 cặp tô này, mọi người lấy thì comment cho em mã 100 ạ. 308 em cho anh Quang Lê. Hôm nay em có bán hoa nha mọi người.
Đường kính là 15cm, cao là 4cm ạ. 35.000 cái này, ai lấy thì comment cho em mã 356 nha. Phía dưới có tiền nha mọi người. 35.000 mã 356 ạ. Em mua hoa em bán hoa cho. Đây, ba cái biểu hình chữ nhật đây. Đường kính là 14cm, bề ngang là 12cm ạ. 20.000 một cái. 1 cho anh Quang lên. Cái này 20.000 một cái. Mọi người lấy đi comment cho em mã 208. Em có 3 cái á. Mỗi đĩa có một họa tiết khác nhau nha. Cái này 208. 356 chốt cho chị An An. Một cái tô hình rồng nó rất là to. Đường kính là 21cm, cao là 8cm nha mọi người. Bên dưới có tiền bên ngoài màu đỏ. Hoa 70.000 cái tô này rất là to luôn ạ. Mọi người lấy đi comment cho em mã 708 nha. Thấy chưa? Đây em bán trái cây nha. Ok anh con lên nha. Đây là trái táo ạ. Một cành táo như thế này nha mọi người. Một cành này em bán với giá là 80.000. Mọi người mà ai mà thích thì mua về cắm nha. 80.000. Ai lấy thì comment cho em mà táo nha. 80.000 một cành. Cái này cắm lên bình mộc hay là bình hoa rất là đẹp luôn. Đây, 80.000 một cành. Đây nha mọi người. Tầm 3-4 cành chắc là đủ một bình hoa đẹp rồi. Còn cái này là cái gì đây? Đây là gì? Đây, tiếp tục cũng là một cành. Thế này 80.000 một cành nha. Ai mà lấy thì comment cho em mà cành đỏ nha. 80.000 một cành. Em không biết là cành gì. Tô men đá to màu xanh đây. Đường kính là 21cm, cao là 8cm. Cái này giá là 77.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 772 nha. 77.000 à, đào đông. Cảm ơn chị Mỹ Phước ạ. 772 nha mọi người. Rất là to luôn ý, to to. Với men đá nên là nó nặng. Rồi tiếp theo có hoa. Đường kính là 11cm, cao là 6cm ạ. Thố này có giá là 60.000. Mọi người lấy thì comment cho em mã 606 nha mọi người. 60.000 mã 606 ạ. 60.000 mã 606 nha. Có hoa tiết hoa. Rồi tiếp theo. Đây. Xét đĩa hình cá. Chiều dài của nó là 17cm, bề ngang là 11cm ạ. Một cái có giá là 20.000, em có 5 cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 205, em kèm theo số lượng nha, em có 5 cái ạ. Hai cái chén mê lam to. 25.000 một cái, đường kính là 13cm, cao là 7cm ạ. 25.000 một cái nha mọi người, em có 2 cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 258 ạ, em có 2 cái nha mọi người. Một cái thố có quai dùng trong lò nướng. Đường kính là 15cm, cao là 5cm ạ. Cái này có giá là 40.000. Mọi người lấy thì comment cho em mã 403. 40.000 mã 403 nha. 40.000 mã 403 nha. Rồi hai cái đĩa xoăn xoăn như thế này. Đường kính là 16cm, cao là 4cm ạ. 20.000 một cái, mọi người lấy đi comment cho em mã 202, em có 2 cái. 16cm, 20.000 một cái, phía dưới có tiền nha mọi người. Rồi cái tô viền nâu. Tô này rất là sâu, đường kính là 15cm, cao là 10cm ạ.
50.000 cái tô này mọi người mà lấy thì comment cho em mà 505 à, em có một cái 505 nha mọi người. Mọi người cần gì hay thích gì thì comment cho em nha. Phải yên ắng quá. Năm không năm em chắc cho chị đang kim dung ạ. Đường kính là 10 cm, cao là 4 cm. 20.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 202 nha. 20.000 một cái mã 202 ạ. 4 cái đĩa thổng học. Đường kính là 16 cm. Giá là 20.000 một cái luôn. Comment cho em mã 204, em có 4 cái. 20.000 một cái mà 204, em có 4 cái. Ok, con cá này, con cá dễ thương này. Đường kính là 13 cm, cao là 4 cm. 18.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 188 nha, em có 2 cái. 18.000 một cái mà 188. Em có 2 cái. Tiếp tục là cá. Đường kính là 13 cm, cao là 3 cm. 15.000 một cái, em có 3 cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 135 nha. Đây một cái đĩa hoa lá phong. Đường kính của nó là 20 cm, cao là 4 cm, nó hơi sâu lòng. 50.000 cái đĩa này mọi người lấy thì comment cho em mã 555 ạ. 50.000 mã 555 nha mọi người. Rồi cái tô sọc. Đường kính là 13 cm, cao là 4 cm ạ. Giá là 20.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 208 ạ. Đây một cái tô hình tôm. Đường kính là 13 cm, cao là 4 cm. Giá tô này là 20.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 202. Em có một cái 20.000 mã 202. Ok chị đang kim dung 20.000 mã 202. Đây một cái có cái quai cầm. Đường kính là 13 cm, cao là 4 cm. Cái này có giá là 30.000, mọi người lấy hay comment cho em mã 303 nha mọi người. 30.000 mã 303. Tiếp theo em có một cái thố như thế này. Đường kính của nó là 14 cm, cao là 6 cm. Giá là 50.000 mọi người mà lấy thì comment trên mã 506 nha mọi người. 50.000 mã 506 ạ. Chốt cho chị Tà Thùy Dương 303. Cho chị An An 202. Cái này 50.000 mã 506. 303 202. Tiếp theo em có một cái đĩa Noel. 506 em chốt cho chị Đàng Kim Dung. Đường kính là 16 cm. 20.000 cái đĩa này mọi người lấy thì comment cho em mã 205 nha. 20.000 mã 205 nha mọi người. Hai cái thố có quai. Đường kính là 13 cm. Bên dưới không có gì hết. Giá là 25.000 một cái. Cái này là 251. Còn cái này là 252 nha mọi người. Đường kính là 13 cm, 251, 252. 205 chốt cho chị Kim Nhung. Đây hai cái đĩa thế này. Đường kính là 16 cm, cao là 2 cm. Giá một cái là 20.000 luôn. Mọi người mà lấy thì comment cho em mã 208 nha. Em có hai cái 20.000 mà 208 á. À phía sau này. Một cái đĩa sâu lòng men lam tiếp tục.
Đường kính là 17cm, cao là 4cm. Giá của nó là 26.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 266 nha. 266. Em có một cái nữa. Rồi một cái cối màu hồng rất là to. Đường kính là 22cm, cao là 9,5cm ạ. Cái này nặng quá, em sẽ sale với giá là 80.000 thôi. Mọi người lấy thì comment cho em mã 808 ạ. 80.000 mà 808 nha mọi người. Còn rất là mới, chưa dùng. Đây một cái số có chân màu hồng. Đường kính của nó là 18cm, cao là 4,5cm ạ. 808 cho chị Iris nha. 50.000 cái số, cái chân cao này mọi người lấy thì comment cho em mã 508 nha. Mọi người. Rồi em tiếp tục với cái đĩa to như thế này. Đường kính của nó là 27cm ạ. Giá của cái đĩa này là 60.000. Mọi người mà lấy thì comment cho em mã 606 nha. 508 cho chị Aziz ạ. 60.000 mã 606 ạ. Còn rất là mới. Tô rêu dưới trong đĩa hoa hồng không biết con sao. Đây. Cái tô này nó hơi màu xanh. Đường kính của nó là 13cm, cao là 6cm. Giá của nó là 30.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 303 nha. 30.000 mã 303. Còn mới á. Sản 508 ok chị nha. Rồi một cái tô này. Đường kính của nó là 14cm, cao là 6,5cm. Giá là 35.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 356 nha mọi người. 356 á. Đây một cái thố dài dùng trong lò nướng. Chiều dài của nó là 25cm, bề ngang là 13,5cm ạ. Giá cái tô này là 60.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 606 nha. 60.000 mã 606 á. Dùng trong lò nướng, lò vi sóng. Một cái đĩa to tiếp tục. Đường kính của nó là 27cm. Giá của cái đĩa này là 80.000. Mọi người lấy thì comment cho em mã 802 nha. 80.000 cái đĩa này mã 802 nha. 606 em chốt cho chị Mai Oanh. Cái này 802. Cái trồng đĩa thế này. Đường kính của nó là 15cm nha. Cái này có giá là 20.000 một cái. Em có 5 cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 206 á. Em có 5 cái á. Mới nguyên bên dưới có tiền luôn. 20.000 một cái mà 206. Em có 5 cái. Đây 5 cái đĩa hình chữ nhật. Đường kính của nó là 22cm, bề ngang là 14cm. Giá cái này là 50.000 một cái, em có 5 cái. Mọi người lấy thì comment cho mà 502 nha. Em có 5 cái ạ. 50.000 một cái mà 502. Một cái tô to nó mà nó hơi ràn ràn men này. Em sẽ sale cái tô này. Đường kính là 19cm, chiều cao là 8cm ạ. Giá là em sẽ xuống còn 40.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 404 nhé. 40 dàn nhưng mà nó còn dùng được nhé. Kiểu men dàn của nó nhẹ nhẹ. Ba cái điện hình hoa quả. Đường kính là 20cm, chiều ngang là 14cm. 25.000 một cái, mà người lấy thì comment cho em mà 255 ạ. 25.000 một cái mà 255 ạ. Em có 3 cái. Một
một cái tô nâu nâu xám xám. Đường kính là 19cm, chiều cao là 4,5cm. Cái này có giá là 30.000, mọi người lấy thì chốt cho em mã 303 nha. 30.000 mã 303 còn rất là mới. Cái này hình chữ nhật, có chân. Đường kính là 15cm, chiều ngang là 11cm ạ. 20.000 cái này, mọi người lấy thì comment cho em mã 206 ạ. 303 chốt cho anh Đường Thuần. 20.000 mã 206 cái này. Một set chén hoa. Đường chiều dài của cái này là 13cm nha mọi người, cái này rất là đẹp. Phía dưới không có gì. 30.000 một cái, em có 5 cái nha. Mọi người comment cho em mà 303 em có 5 cái ạ. À trùng mát rồi, không có sao đâu. 303 em có 5 cái nha mọi người. Còn rất là mới. Đi nhỏ đi. Đây cặp ly phu chén phu tê này. Đường kính là 7cm, chiều cao cũng là 7cm luôn. Cặp này có giá là 40.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 404 nhá. Cặp này luôn em bán nguyên cặp luôn, cặp chén phu tê 40.000. Mã 404. Đây cũng biển nâu xám tiếp đấy. Đường kính của nó là 22cm, chiều ngang là 13cm. Cái này cũng 40.000 luôn mà 408 nha mọi người. 40.000 mà 408. 408. Cái chén có quai màu xanh. Cái chén có quai màu xanh đây đúng không chị Kim Dung? Bon China nha, sứ xương. Make in Japan. Cái này giá là 20.000, mọi người lấy đi comment cho em mã 202 ạ. Viền vàng còn rất là mới. 404 em cho chị Lâm Xuân Nguyệt ạ. Sản 509 ok chị Aris ạ. Cái này 20.000 thôi. Một cái tô hoa sâu lòng. Đường kính của nó là 19cm, chiều cao là 3cm ạ. 25.000 cái tô này, mọi người lấy thì comment cho em mà 256 ạ. 202 chốt cho chị Đăng Kim Dung. Cái này 25.000 mà 256 nha mọi người. Cái điện này bằng Meka. Đường kính là 18cm, giá là 10.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 102 ạ. Bằng Meka nha mọi người. Tiếp theo cái lô, nhưng mà cái này ràn quá rồi. Mọi người comment buổi chiều vui vẻ, người nào comment đầu tiên em tặng về trồng cây nha. Bị bên trong nó ràn nhiều quá rồi em không bán nữa. Cái này dùng để đựng đồ ăn trong tủ lạnh. 20.000 cái này, đường kính là 11cm, chiều cao là 5cm ạ. 20.000 mã 205 nè. Nha mọi người, 20.000 mã 205. Còn nắp. Nhìn cái nắp này. Rồi em chốt cho cái ly cho chị Mỹ Phước. 205 là cái này em chốt cho chị Thu Trang. Rồi tiếp theo là hai cái này. Cái này có chân cao, dùng đựng đồ ăn thì chắc là rất là đẹp. Đường kính là 16cm, cao là 5cm, 30.000 một cái. Ai lấy thì comment cho em mã 303, em có 2 cái nha mọi người. Phía dưới nó có chân và có tiền luôn nha, còn rất là mới. Cái này đừng đổ chấm cũng được, 30.000 một cái, 303. Rồi cái màu sắc này nữa. Giá là 30.000 mọi người mà lấy thì comment cho mã 306 á. Đường kính là 10cm, chiều cao là 7cm. 30.000 mã 306 nha mọi người. Kiểu ngũ sắc xưa ấy.
Rồi mọi người thích cái gì nữa cứ comment nha. Dĩa này 5 cái. Ghê. Em có cái điểm màu hồng to. Đường kính của nó là 26 cm. Một cái có giá là 60.000. Em có 5 cái. Mọi người mà lấy thì comment cho em mã 606 ạ. Em có 5 cái nha mọi người, 60.000 một cái. Nico Made in Japan 60.000, em có 5 cái. Mộc đen hoặc nâu đi. Ok nha, để em tìm mộc. Đây có một cái đĩa to mộc đây. Đường kính của nó là 22 cm. Giá cái này là 75.000. Mọi người lấy thì comment cho em mã 755 nha. Nó còn rất là mới mà bên trên là đẹp. 755 nha mọi người. Rồi hai cái điểm men lam như này. Đây đây đây. Đường kính là 18 cm, cao là 3 cm nha mọi người. 30.000 một cái, em có 2 cái. Mọi người lấy thì comment cho em mà 306 ạ. 755 em cho anh được thôi. Rồi tiếp tục là đĩa to. Đường kính là 24 cm. Nó rần. Giá là 60.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 606 nha. Còn rất là mới nha. 606. Hai cái bát cơm tam thái. Giá là 30.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 303 nha. Em có 2 cái nha. Đường kính là 11,5 cm, chiều cao là 5 cm. 303 em có 2 cái, còn rất là mới nha. Phía dưới có điện này. Em có 2 cái. Rồi đĩa vàng đây. Đường kính của nó là 27 cm. Là hoa vẽ tay. Giá là 70.000 cái đĩa này, không có tiền phía dưới nha. Mà nó bị sứt một tí này, em sẽ còn 60.000 thôi. Nha, em sẽ còn 60.000 mà 602 nha mọi người. Nó bị sứt một tí ở dưới đây này. 602 nha mọi người. Chén củ cải. 303 em cho chị Đàng Kim Dung ạ. 2 cái. Đường kính là 20 cm, chiều cao là 4 cm ạ. Giá của cái này là 35.000. Mọi người lấy thì comment cho em mã 355 ạ. 602 cho chị Iris Lưu. Chị Iris Lưu xả 808. Ok. Mọi người chốt chắc dùm em nha, tại bên em chốt ra đơn rồi, để dưới thùng xả ra nó khó xử lắm. Rồi đĩa hoa quả đây ạ. Đường kính của nó là 20 cm, chiều cao là 5 cm. Giá là 35.000 một cái. Ai lấy thì comment cho em mã 358. 303 em chốt cho chị Đàng Kim Dung nha. Anh 303 em chốt cho chị Đàng Kim Dung. Đây là 358 á. Một cái chén hoa. Đường kính là 16 cm, chiều cao là 5 cm ạ. Giá là 20.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 202 nha. 358 chốt cho chị Đàng Kim Dung nhé. 20.000 mã 202 nha. Rồi, tiếp theo. Một cái thố màu đen có sọc đây. Đường kính của nó là 10 cm, cao là 7 cm ạ. Cái này có giá là 30.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 303 nha. 30.000 mã 303. 30.000 mã 303.
Hai cái này là men đá. Đường kính là 12cm, chiều cao là 6,5cm ạ. Cái này giá là 25.000 một cái, em có 2 cái, còn rất là mới. 25.000 một cái, em có 2 cái nhá, mà 255 nhá. Em có 2 cái ạ. Đây em có 2 cái điểm buông mộc như thế này. Cành của nó là 22cm, giá là 65.000 một cái, em có 2 cái. Mà người lấy thì comment cho em mã 655 nha. 655 em có 2 cái. 255 2 cái, em chốt cho chị An An. Cái này 655 em có 2 cái á. Em có chén chấm 4 cái, chén chấm men sứ đá. Chiều dài là 10cm, chiều ngang là 6cm, 10.000 một cái, em có 4 cái nha mọi người. 10.000 một cái, mà 105 em có 4 cái á. Em có một cái chén cơm men lam kiểu xưa. Đường kính của nó là 14cm, chiều cao là 7cm ạ. Này có giá là 35.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 358 nhá. Em có một cái thôi, 358 ạ. Ba cái chén chấm 10.000 một cái, mà 103 em có 3 cái nha mọi người, chén chấm. Đường kính của nó là 8,5cm ạ. 103 em có 3 cái ạ. Có 4 cái đĩa xin nô, đường kính là 13cm, bề ngang là 10cm. Cái này có giá là 18.000 một cái, em có 4 cái nha mọi người, mà 185 em có 4 cái ạ. 18.000 một cái, em có 4 cái, mà 185. Xét chén cơm 20.000 một cái, mà 202 em có 5 cái. 20.000 một cái, biên giới có chuyện. Một cái mà 202 em có 5 cái nha mọi người. Rồi em có hai cái điểm này. Đường kính cái này là 14cm. 15.000 một cái, ai lấy thì comment cho em mã 155, em có 2 cái nhá. 15.000 một cái. Họa tiết bên dưới rất là đẹp. 155 em có 2 cái. Tiếp tục là hai cái này. Đường kính của nó là 14,5cm, chiều cao là 3cm. Giá là 20.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 206, em có 2 cái. 155 em rất cho chị Mai Oanh. Cái này 206 em có 2 cái. Một cái tô to, sơ to khổng lồ. Đường kính là 21cm, chiều cao là 8cm. Giá của nó là 50.000, to lắm nha mọi người. Mọi người lấy thì comment cho em mã 505 nha. 155 em chốt rồi, 206 chốt cho anh Đường Thuần ạ. Hai cái đúng không anh? Cái này là 50.000 mà 505 đúng không? Rồi hai cái chén thế này. Đường kính của nó là 12cm, chiều cao là 15cm. 20.000 một cái nha mọi người. Mọi người lấy đi comment cho mà 206 em có 2 cái ạ. 207 nha mọi người, 207 nha, em có 2 cái nha. 207 chốt rồi đúng không? Ừ. Rồi cái gì nữa ta, có ai bảo gì đâu. Mấy bát vàng vừa để chồng chế lên góc bên phải. Cái ấy là cái nắp chị ấy, chưa em chưa thấy cái phía dưới, chỉ thấy cái nắp thôi. Em 206 thì cái nào? 206 cái em đọc này. Rồi cái thố ngũ sắc đây nha mọi người. Giá là 25.000 cái này. Mọi người lấy thì comment cho mã 255 nha. Thố ngũ sắc họa tiết rất là đẹp. 255.
Cái tam thái này 20.000 mà 206. 208 nha mọi người, 208. Đường kính của nó là 9 cm, chiều cao là 6 cm. Cái này là 208 nha. 255 cho tụi mình đang kim dung. Rồi em có 3 cái chiều vuông. Đường kính là 10 cm, chiều ngang là 10 cm. Giá cái này là 15.000 một cái, em có 3 cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 155, em có 3 cái nha mọi người. 208 em cho chị kim nhung. Lớn hơn không phải là vấn đề đâu. Kinh thể sau lòng. Đường kính của nó là 14 cm, chiều cao là 5 cm. Cái này có giá là 20.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 201 nha mọi người. 20.000 mã 201 ạ. Bác cơm mê làm 20.000 mà 201 nha mọi người. Cái chén cơm ngũ sắc nhưng mà nó mẹ phía dưới rồi. Em bán với giá 10.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 101 nha. Lấy cho em bát cơm mê làm. Đây cái méo mó này đường kính là 17 cm, chiều ngang là 12 cm, chiều cao là 7 cm. Giá cái này là 35.000 một cái, em có 2 cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 356 ạ. Em có 2 cái nhé. 201 em chất cho chị An An. Em có 6 cái. 6 cái chén cơm chú tiểu này 20.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 207 nhé. Em có 6 cái. 20.000 một cái mà 207. Cái này cũng 20.000 mà 208. Em có 5 cái thôi. 20.000 mà 208. Em có 5 cái như thế này. Đây một cái thố dài. Đường kính là 20 cm, bề ngang là 12 cm. Cái này 20.000, ai lấy thì comment cho em mã 202. 20.000 mã 202 nha. Chị Kim Nhung ơi, 207 chị lấy mấy cái ạ? Một cái đĩa hoa. Chiều dài của nó là 26 cm, cao là 16 cm ạ. Cất cái này đi, nó bị đè lên cân. Cái này có giá là 60.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 606 nha mọi người. 60.000 mã 606 nha. Suzuki. Rồi cho chị Kim Nhung 207 6 cái. 4 cái đĩa hoa màu tím 5 cái. Chiều dài của nó là 15 cm. Giá là 15.000 một cái thôi, em có 5 cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 155, em có 5 cái ạ. 15.000 một cái mà 155 nha mọi người. Cái đĩa to to. Đường kính của nó là 27 cm. Cái này có giá là 60.000, mọi người lấy thì comment cho mã 606 nha mọi người. 60.000 mã 606 nha. Em có một cái thôi. Rồi em có 3, 6, 7, 11 cái. Cái này đường chiều dài của nó là 11,5 cm. Thôi từ từ đây. Cắt đi. Giá cái này là 18.000 một cái. Em có 3, 6, 9 cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 188. Em có 9 cái nha. Kèm thêm số lượng cho em luôn nha. Cái này em có 11 cái này. Đường sushi. Chiều dài của nó là 24 cm, bề ngang là 8,5 cm. 35.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 355 nha. 35.000 một cái mã 355. Em có 11 cái ạ. 355 ạ. Để làm em có 2 cái này.
Đường kính là 16 cm, chiều cao là 3 cm ạ. Giá là 20.000 một cái nha mọi người, em có 2 cái mà 208, em có 2 cái. Mọi người cần gì cứ comment hay là thích gì cứ comment cho em nha. Bà 55 2 cái em cho chị An An. Đường kính là 15 cm, chiều cao là 4 cm ạ. Giá là 30.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho mã 306, em có 2 cái. 208 chốt cho chị Mai Oanh 2 cái luôn. Không 355 đâu phải đâu. Rồi 306. Hai em chốt cho anh Đường Tuấn 2 cái. Thế 355 cho. Cái này nhất là cái này. À, 355 nè. Ừ. 355 2 cái. 352 2 cái cho chị An An. 2 cái cho chị Kim Nhung. Rồi tiếp theo nha mọi người. Rồi 306 xong. Cái này mãi không hết đấy. Tiếp tục là tam thái nha mọi người. Đường kính là 19 cm, chiều cao là 7 cm, 20.000 một cái. 208 em có 2 cái á. 306 em chốt anh Đường Thuận. Cái này 208 em có 2 cái nha. Rồi tiếp theo cái chén cơm này. 20.000 cái chén cơm này, mọi người lấy thì comment cho em mã 202 ạ. Đường kính của nó là 11 cm, chiều cao là 7 cm nha mọi người. 202 một cái chén cơm. Rồi hai cái đĩa vuông. Chiều dài của nó là 10 cm. 10.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 101, em có 2 cái ạ. 10.000 một cái mà 101 em có 2 cái. Lót ly gỗ cũng 10.000 một cái luôn, em có 4 cái. Đường kính của nó là 12 cm nha. 104 em có 4 cái nha mọi người. Kiểu nó như này. Cái này 10.000, 104 em có 4 cái. Muốn em cho chị Kim Nhung. Em có 4 cái đĩa chấm nên làm. Đường kính của nó là 12 cm, 104 cho chị Minh Phước ạ. Mọi người kèm số lên rồi 4 cái. Cái này cũng 10.000 một cái luôn. 103. Em có 4 cái nha mọi người. 10.000 một cái mà 103. Hai cái tô sôi lòng. Đường kính là 13 cm, chiều cao là 3 cm. Giá một cái là 15.000, ai lấy thì comment cho em mà 155, em có 2 cái. 15.000 một cái mà 155 ạ. Cái gì to to đi. Cái này à, cho chị có cái chén nến nến náo. Nến náo là gì? Nến náo. Cái này chén nến náo là này. Đường kính là 21 cm. Cái này 30.000, mọi người lấy đi comment cho em mã 303. Em sale sâu luôn ấy. 30.000 mã 303 nhé. Tại vì hóa tiết nó đơn giản. 30.000 mã 303. Đây cái chén bạch tuộc nha chị. Đường kính của nó là 98,5 cm, chiều cao là 6 cm. Giá là 50.000. Mọi người lấy đi comment cho em mã 505 nha. 50.000 mà 505. Chén men lam. Đường kính là 24 cm, chiều cao là 4 cm ạ. Giá cái này là 70.000,
nhưng mà em sale còn 60.000 thôi. Mọi người lấy đi comment cho em mà 606 nha, nó nặng lắm. Nhưng mà em sale 606. Thôi đừng nên làm nữa. Đường kính của nó là 24cm, chiều ngang là 22cm ạ. Giá là 50.000 một cái, mà người lấy thì comment cho em mà 505 nha. Em có 2 cái nhá. 50.000 một cái mà 505. Cái này tròn, cái này hơi dẹp. Đây cái đĩa to đây. Đường kính của nó là 27cm nha mọi người. Giá cái này là 80.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 808, nó rất là to. Tachikichi 80.000 mã 808 nha. Đẹp mà to, còn rất là mới. Một cái tô có hai con cá tô men sứ đá. Đường kính là 20cm, chiều cao là 6cm ạ. Con này có giá là 45.000, mọi người lấy thì comment cho em mà 456 nha. 45.000 mà 456 ạ. Đường kính là 20, chiều cao là 5,5. 45.000 mà 456 ạ. Ba cái gốm mộc. Chiều dài của nó là 19cm, chiều rộng là 19cm ạ. Còn giá là 30.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 303 nha. 30.000 một cái mã 303 nha mọi người. Bên dưới có triệu luôn. 30.000 một cái mã 303. Em có 3 cái. Cái gì nữa đây? Một cái tô màu đen to. Nhưng mà bên trong nó hơi trầy rồi. Em sẽ sale. Đường kính là 17cm, cao là 8cm ạ. Có giá là 50.000 nhưng mà em sale xuống còn 35.000 thôi. Mọi người lấy thì comment cho mà 358. Bên trong nó hơi trầy thôi nhưng mà sử dụng thì rất bình thường nha. 358 nha mọi người. Có 3 cái. 358 có 3 cái luôn. Có gì không? Đây một cái đĩa cá. Đường kính là 15cm. 20.000 mọi người lấy thì comment cho mà 202 nha. 20.000 mà 202. 20.000 mà 202. Một cái tô men lam siêu to khổng lồ này mọi người. Đường kính của nó là 20cm, chiều cao là 8cm ạ. Giá tô này là 90.000, sale rất là sâu luôn ý. Cân ký chắc phải 150.000. 90.000 mà 909 nha mọi người. Em like lại tô đen 38 Đường Thuận. Đây tô đen đây anh Đường Thuận ạ. Đường kính là 17cm, chiều cao là 8cm, ăn mì ăn phở thoải mái nha anh. 35.000 là 358, em có 3 cái. Cho xem cái đĩa lotus xanh ngọc đi. Cái này đường kính là 11cm. 15.000 cái này, lấy thì comment cho mà 152. 15.000 mà 152. Tô này là một cái tô khác còn mới. Bên trong có lá là khô. Đường kính là 15cm, chiều cao là 7cm. Giá của nó là 45.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho em mà 450 nha. 45.000 cái này còn mới nha. 450. Hai cái đĩa có hai hoa tiết. Chiều dài của nó là 17cm, chiều ngang là 15cm ạ.
20.000 một cái nha mọi người. Mọi người lấy thì comment cho em mà 222 à 252. 152 cho chị An An. Cái này là 252. Em có hai cái. Một cái đĩa có chân 15.000. Chiều cao là đường kính là 12 cm, 15.000 mà 155 à. 252 em cho chị Aris. Mấy cái chị ơi. Cái này 155. Một cái hũ có nắp hoa xanh. Đường kính miếng là 8,5 cm, chiều cao là 4 cm chưa tính nắp ạ. Hũ này em bán với giá 50.000, mọi người lấy thì 55. Comment cho em mã 505 nha. 50.000 mã 505 ạ. Hoa xanh. Tiếp theo là một cái để vào tủ lạnh tiếp. Đường kính của nó là 11 cm, chiều cao là 5 cm, giá là 30.000. 30.000 mọi người lấy thì comment cho em mã 303. 358 ba cái cho anh Đường Thuần. Cái này 303 nha. Mấy cái tô bị trầy, tô đen. Em có 4 cái. Em có 4 cái. Em có 4 cái luôn, anh có lấy luôn không? Em có 4 cái nha. Ly uống trà. Đường kính là 10, đường kính là 8,5 cm, chiều cao là 5 cm à. Em có 4 cái, 20.000 một cái. Lấy thì comment cho mã 202, em có 4 cái ạ. Hai cái tô đen viền nâu ok. 204. Em có 4 cái. Hai tô đen tiếp tục. Cái này dễ trầy đấy nhỉ. Đo xài hai cái tô đó, đường kính là 17 cm, chiều cao là 8 cm nha anh. Giá tô này là 45.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho em mà 455 nha. 45.000 một cái mà 455 nha mọi người. Hình như hai cái này khác nhau ấy. 45.000 một cái mà 455. Ba cái đĩa hình lục giác. Chiều dài là 14 cm ạ. 20.000 một cái. Ok anh. 455 cho anh Đường Thuận. Cái này 20.000 một cái, em có 3 cái. 203 nha, em có 3 cái. Ok anh. Cái này 203 em có 3 cái. Rồi em có rất là nhiều cái chén chấm mà sọc sọc. 3 6 6 cái. 8 cái. 10 cái, em có 10 cái sọc xanh nha. Đường kính là 10 cm. 10.000 một cái, em có 10 cái. Mọi người lấy thì comment cho em mà 100. Em có 10 cái nha, mọi người kèm số lượng cho em luôn nha. 203 em chốt cho chị Mai oanh. Còn cái này là màu hồng, em có 7 cái. Cái này là 109, em có 7 cái nha. 100 với 109 nha mọi người, chén chấm số lượng nhiều luôn. Còn rất là mới, mọi người comment nha, kèm số lượng giúp em luôn. 4 cái ly trà. 10 cái mộc. 100 10 cái em cho chị Kim Nhung ạ. Cái này ly trà mộc. Em có 5 cái nha, 20.000 một cái, em có 5 cái. Ly vừa vừa rất là hợp với uống trà luôn nha. Trà kiểu Việt Nam ấy mà men nó rất là mịn, rất là đẹp, có tiền phía dưới luôn ạ. 20.000 một cái, em có 5 cái mà 204. 204 em có 5 cái. Rồi. 4 cái đĩa men lam. Đường kính là 15 cm, chiều cao là 2 cm ạ. Còn rất là mới, nhìn rất là sang nha. 20.000 một cái mà 209, em có 4 cái. Made in Japan Sun Gold.
204 5 cái cho gì Mỹ Phước ạ. Cái này chan gấu mấy in Japan luôn nha. Em có 4 cái 209. Tiếp theo là cái chén màu sắc xưa. Giá là 50.000. Nó xưa xưa nên phía dưới nó hơi rằn rằn nha. Đường kính là 12cm, chiều cao là 7cm ạ. 50.000 nha mọi người. Mà 505 ạ. Màu sắc xưa rất là đẹp. Tiếp theo 5 cái hình vuông. Cạnh của nó là 11,5cm. Giá là cũng 20.000 một cái luôn. Mà 208. Em có 5 cái nha. 20.000 một cái mà 208. Còn rất là mới. 20.000 một cái mà 208. 505 em cho chị Kim Nhung ạ. 208 này em có 5 cái. Một chồng đĩa. Giá 505. Sẵn 505 luôn, ok chị. Đường kính là 17cm ạ. Island nha mọi người, này đĩa Island. 30.000 một cái, em có 5 cái. Em còn rất là mới, Japan. Cái chuyền phía dưới đây. 30.000 một cái, em có 5 cái mà 303 nha, em có 5 cái nha mọi người. Mà tiết rất là nhiều. Một cái chén màu hồng, chén cơm 20.000 mà 206. Màu hồng, chén cơm màu hồng. Kinh Hoa 206. Một cái thố màu trắng. Đường kính là 11cm, chiều cao là 7cm. 25.000 cái này, mọi người lấy thì comment cho em mà 250 nha, 25.000 mà 250 nha. Rồi tiếp theo một cái đĩa dài hình cá. Đường kính là 24cm, chiều cao là 19cm. Giá là 45.000. Mọi người lấy thì comment cho em mà 454 ạ, 45.000 mà 454 nha. Tiền phía dưới. Rất là mới, 45.000 mà 454. Ai lấy mà thiếu. Ta mạnh quá. Hai cái củ cải này, đường kính là 16cm. Giá là 20.000 một cái nha mọi người. Ai lấy thì comment cho em mà 208 em có 2 cái. À 3 cái. 208 em có 3 cái. 20.000 một cái mà 208. Em có một cái chồng đĩa đen chấm màu trắng. Em có 5 cái thế này. Chiều dài của nó là 10cm, chiều ngang là 7cm. 10.000 một cái, em có 5 cái nha mọi người. À, một cái nó bị mẻ rồi. Còn 4 cái thôi. 104 em có 4 cái nha. 10.000 một cái là 104. Em có một cái set ly. Để hết lên. Còn thêm có hai cái. Set này này. Đây. Một cái một màu nha. Một cái một màu rất đẹp luôn. Zebi Shu. Một cái. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. Một cái màu đỏ nữa là 5. 5 cái này em bán với giá 150.000. Mọi người lấy thì comment cho em mã 155 nha. 5 cái 150.000 mã 155. Rồi một cái thố xanh. Đường kính là 12cm, cao là 7cm. Giá của nó là 35.000. Mọi người lấy thì comment cho em mã 358 ạ. 35.000 mã 358. Em có 1 cái. 35.000 mã 358 nha. Cho mọi người yên ắng thế nhỉ. Mọi người thích gì comment nha mọi người. 358 này. Một cái đĩa mộc. Chiều dài của nó là 16cm, chiều ngang là 12cm.
giá là 18.000, mọi người lấy thì comment cho em mà 188 á, 18.000 mà 188. Đây hai cái thố bỏ vào lò nướng đây. Chiều dài của nó là 19 cm, chiều ngang là 10 cm. 358 em cho chị An An. Em có giá là 35.000 một cái thôi. Em có hai cái. Cái màu đỏ là 351. Cái màu cam là 352 nha. Mọi người lấy thì comment luôn nha. 188 cho anh đường thuật. Đây. Cái thố ngủ sắc vàng cực đẹp luôn. Bên dưới có truyền. Đường kính của nó là 10 cm. Bên trong có hoa tiết luôn nha. Giá là 50.000 cái này, mọi người lấy thì comment cho mà 502 ạ. 50.000 cái này mà 502. 352 An An. 352 cho chị An An. 352 cái màu cam đúng không? Cái này 50.000, 502 cho chị Tà Mai Oanh. Cái ly ngủ sắc này nữa này. Ngủ sắc rất là đẹp, nhìn đẹp quá. Đường kính là 7 cm, chiều cao là 9 cm. Giá cũng là 50.000, ai lấy thì comment cho mà 506. Em có một cái thôi. 50.000 mà 506 á. 50.000 mà 506. Một chồng chén cơm. Hai cái chén cơm màu lam này. 20.000 một cái, mà người lấy thì comment cho em mà 200, em có hai cái. 20.000 một cái mà 200, em có hai cái. Hai cái này. 201, 20.000 một cái. Em cũng có hai cái. Cái này lẻ loi 20.000 mà 206. 506 chốt cho anh Quang Lê. Cái này 206. Anh nhà nha, em sale nha mọi người. Đường kính là 10 cm, chiều cao là 7 cm ạ. Sale còn 60.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho em mà 606, em có hai cái. 60.000 một cái nha, 606 em có hai cái nha. 606 em có hai cái. Cực phẩm luôn. Có chim luôn này. 606 một cái cho chị ta may oanh. Một cái thôi nha mọi người. Ba cái chén cơm hoa đen xanh. Đường kính là 11 cm, chiều cao là 5 cm. Giá là 20.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mà 203. Em có ba cái. 20.000 một cái mà 203 nha. 20.000 một cái mà 203. Em có ba cái. Ờ, 5 cái. 5 cái 100.000 luôn, em chốt cho chị luôn. Đây cái thố có 3 chân. Đường kính của nó, chiều dài của nó là 15 cm, chiều ngang là 10 cm, chiều cao là 5 cm. Giá là 25.000 một cái. Lấy thì comment cho em mà 251. 25.000 một cái mà 251 nha. 25.000 một cái mà 251. Một cái tô lử miền Nam. Chiều dài là 13 cm, chiều cao là 7 cm. 30.000 mà 300 nha mọi người. 30.000 mà 300. 30.000 mà 300 có trên phía dưới. Bên trong có hoa tiết. Ok, chị Mobi. Rồi một cái thố cao thành. Đường kính của nó là 10 cm, chiều cao là 7 cm. Giá cái này là 30.000 luôn mà 301. Em có một cái 30.000 301 ạ. Bây giờ có chuyện 4 cái dễ hướng 9 giờ. 4 cái dễ hướng 9 giờ. Đây. Đường kính của nó là 15.5 cm. 30.000 một cái, em có 4 cái. Lấy thì comment cho mà 304, em có 4 cái nha. Bên dưới có trên đỏ 304. 30.000 một cái mà 304. À, một cái có một hoa tiết khác nhau nha.
30.000 một gói mà ba không muốn. Rồi một chồng đĩa chấm 7 cái. Đường kính của nó là 10 cm, 10.000 một cái nha. 107 em có 7 cái nha. 304 4 cái chúc cho chị Mubi. 107 em có 7 cái nha. Có truyền phía dưới luôn. Thố bướm hoa. Đường kính là 9 cm, chiều cao là 6 cm ạ. Thố này giá là 50.000, mọi người lấy thì comment cho mà 500. 50.000 mà 500 nha mọi người. 50.000 mà 500. Thố ăn mì nhưng mà nó hơi nhỏ, chắc là một gói mì thôi. Đường kính là 15 cm, chiều cao là 7 cm ạ. Kiểu nó nhỏ lên giống cái nón ấy. 60.000 cái thố này, mọi người lấy thì comment cho em mà 607. 60.000 mà 607 nha mọi người. 60.000 mà 607. Ba cái đĩa sâu lòng hình nho. Đường kính là 20 cm, chiều cao là 4 cm ạ. Giá cái này là 40.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho em mà 408 em có 3 cái nha. 40.000 một cái mà 408 em có 3 cái. Còn rất là mới. Một cây cối đâm vừa vừa tròn tròn giống cái tô. Đường kính là 15,5 cm. Giá là 7 cm, chiều cao là 7 cm. Giá tô này là 50.000, bên ngoài vẽ tay men tam thái rất là đẹp. Men tiêu nữa. 50.000 mà 507 nha. Mọi người thích gì cứ comment nha, em thấy nó yên ắng quá. Cái tách này Yamaka Japan 20.000 mà 206 á. 20.000 mà 206. Đờ sâu lòng đường kính là 18 cm, chiều cao là 4 cm. Giá là 30.000 một cái nha mọi người. Mọi người lấy thì comment cho em mà 300 nha. 30.000 một cái mà 300. 30.000 một cái mà 300. Rồi hạt hoa Ungaro Paris. Cái này có đẹp nha mọi người. Đường kính là 15 cm ạ. Một cái màu xanh, một cái màu vàng. Hai cái này giá là 50.000 cả hai cái. Mọi người lấy thì comment cho mà 505 nha, 50.000 cả hai cái nha. 50.000 cả hai cái, một cái vàng, một cái xanh. Mà 505 nha mọi người. Rồi ba cái thố vuông, ba cái đĩa vuông. Một cành của nó là 17 cm. 50.000 hai cái. Giá là 40.000 một cái. Ai lấy thì comment cho em mà 408 em có 3 cái nha. 505 chốt cho chị Hoàng Diệu. Cái này 40.000 một cái mà 408 em có 3 cái. 3 cái đĩa vuông 408. Rồi cái đĩa này biển vàng rất là, còn rất là mới nha, mới tinh luôn. Noritake của Nhật nha. Cái này có giá là 60.000 một cái. Đường kính của nó là 20 cm ạ. Em sale còn 50 thôi. Mọi người lấy thì comment cho mà 505 nha. Em có 6 cái, còn rất là mới nha mọi người. Mọi người nhìn này, mới tinh luôn, viền vàng cũng mới tinh luôn. 505 em có 6 cái. Cơm pháp em chưa có, mà em có mấy cái pháp này. Đường kính là 13 cm, chiều cao là 5 cm ạ. Mình không nhìn. Cái
đây là 40.000 một cái này nha. Mọi người lấy thì comment cho em mà 402 nha. Nó là một cái tô nhựa ấy, của Pháp nha, từ Pháp nha. Cái đĩa Pháp này nữa. Đường kính là 18cm, chiều cao là 4cm ạ. 402 cho chị Đàng Kim Dung. Giá cái này cũng là 40.000 luôn. Mọi người lấy thì comment cho em mà 408 nha mọi người. 408. Một cái đĩa hình cá. Đường kính là 16cm, chiều cao là 4cm, màu hồng. Giá là 20.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho em mà 208 nha. 408 cho chị Kim Dung luôn. 20.000 một cái mà 208. Tiếp tục là hai cái tô Pháp này. Đường kính của cái này là 17cm, chiều cao là 4cm ạ. Cái này 55.000 một cái tô như thế này. Em có hai cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 555 nha. 555 em có hai cái nha. Sư Pháp. 555 em có hai cái. Đây hai cái tô mộc cả tím. Đường kính của nó là 16cm, chiều cao là 5cm ạ. Tô này nặng thế nhỉ. Bấm lại, 35.000 một cái này. Em đường kính là 16cm, chiều cao là 4cm, 35.000. 356 kèm thấu lượng em có hai cái. 555 cho chị Đàng Kim Dung hai cái. 356 em có hai cái luôn. Tô đen đẹp có hoa. Đường kính của nó là 14cm, chiều cao là 6cm. Giá là 40.000 cái này. Mọi người lấy thì comment cho em mã 408 nha. 40.000 mã 408. Hoa này. Em lên chữ Pháp tiếp nha mọi người. Cho hết chữ Pháp này. Rồi một cái chữ Pháp hình lục giác. Giá cái đĩa này là 80.000. Chiều đường kính của nó là 24,5cm, 80.000. Mọi người lấy thì comment cho em mã 800 nha, sư Pháp nha. Mờ quá. 800 nha mọi người. Đĩa to. 80.000 mã 800. Rồi tiếp tục là cái đĩa này. Đường kính là 19cm, giá là 40.000. Mọi người lấy thì comment cho em mã 402 ạ. Cái này cũng là sử Pháp nha, 402. Hai cái đĩa sử Pháp cuối cùng. Đường kính của nó là 19,5cm ạ. Giá là 60.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 606 nha, của sử Pháp nha. Đây. Có trên phía dưới 606 em có hai cái. Rồi cất sử Pháp riêng. Một cái tô màu cam trong lòng. Đường kính của nó là 11cm, chiều cao là 6cm. Giá của nó là 18.000. Mọi người lấy thì comment cho em mã 182. Em có một cái thôi, 182. 18.000 mã 182 nha. Một cái chỗ đáng ra là có nắp nhưng mà nó mất nắp rồi. Đường kính là 11cm, chiều cao là 6cm. Giá của nó cũng là 18.000 luôn. Cho em xin là 186 ạ. Đây. Lên một cái này. Chiều dài của nó là chén cơm em chưa có anh Quang Lê ạ. Chén cơm Pháp chưa có. 186. Chiều dài của nó là 18cm, chiều ngang là 10cm. 186 cho chị Hugo.
Giá là 30.000 một cái, màu vàng 301, màu cam, màu đỏ 302. Cất riêng ra đi mai lại. Đường kính là 11 cm ạ. Giá là 10.000 một cái. Ai lấy thì comment cho em mã 100, em có 2 cái nha mọi người. 10.000 một cái là 100. Đây mấy cái đĩa sọc. Cái này bình nước rồi. Chiều dài của nó là 9 cm. 15.000 một cái, em có 3 cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 156 nha, em có 3 cái nha. Cái này để nước chấm. Hình nước chấm nha. 156 em có 3 cái. 5 cái đĩa hoa sâu lòng. Cái tô bằng trắng ngoài hoa xanh. Phía bên phải ở dưới. Cái này nè. Ok. Đường kính là 16 cm. Giá cái này là 25.000 một cái nha mọi người. Em có 5 cái. 25.000 một cái, em có 5 cái ạ. Chốt cho em mà 255. Em có 5 cái. Đây cái thố này cao thành đây. Đường kính là 16 cm, chiều cao là 5 cm. Giá là 50.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho mã 500. 50.000 một cái mà 500 nha mọi người. Hoa nhí. Tiếp tục là cái đĩa đen này. Đường kính của nó là 22 cm ạ. Giá là 50.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 506 ạ. 500 cho chị An An. Cái này 506 còn rất là mới nha, men nó rất là đẹp. 506 nha mọi người. Một cái thố vằn vằn. Bên trong có hoa. Đường kính của nó là 12 cm, chiều cao là 7 cm ạ. Giá là 25.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 250 ạ. 506 cho chị, cho anh Đường Thuận. Cái này 250 nha. Một cái đĩa to đây mọi người. Cái này có 6 cái. Đường kính là 27 cm. Nghe nắng 90.000, em sale còn 70.000 thôi. Mọi người lấy thì comment cho em mã 702 ạ. 702 nha mọi người. Phía dưới không có gì nhưng mà rất là mới. 702. Bẩn bẩn tí nhưng mà lau là ra sạch sạch nha mọi người. Một cái ly bia mộc to. Đường kính là 9 cm, chiều cao là 13 cm. Giá cái này là 35.000. Mọi người lấy thì comment cho em mã 355. Cái này uống bia, uống bia được. 355 nha. 35.000 mà 355. Cái này 15.000 mà 156. Đường kính của nó là 12,5. 15.000 mà 156 á. Đây, tiếp tục là cái con thỏ Peter. Đường kính là 10 cm, chiều cao là 5. 30.000 mà 302. Bỏ tủ lạnh, nắp rất là chặt. 355 cho chị Higo. Hôm 12 giờ giờ lấy cái điện to. Hôm 12 giờ giờ mấy cái điện to. Cái điện to. Đâu phải đâu. Điện to ra. Dưới mấy cái đĩa to ấy. Cái đĩa to là cái gì? Ngoài vẻ cây. Ờ, chắc là cái ly. Cái này đường kính là 24,5 cm. Giá cái này là 60.000. Mọi người lấy thì comment cho em mã 606 ạ. 60.000 mã 606 ạ. Rẻ luôn ấy. Cái này bình thường chắc phải 90-100.000. Hôm nay em bán 60.000 mã 606 thôi.
Đây, em có hai set ly như thế này. Đường kính của đĩa là 14,5 cm. Ly là 8,5, chiều cao là 5 cm ạ. Set này em bán với giá 50.000, mọi người lấy thì comment cho em bản 502, em có hai cái nha. Giờ cái ly nâu. Cái này em bằng thủy tinh chị ơi, nó là cái đĩa sâu lòng, đường kính là 16 cm, hai cái 30.000, một cái bị mẻ rồi, còn một cái thôi 15.000 một cái, mà 155 cho em nha, 15.000 một cái thôi là 155. Đây có mấy cái? 6 cái. Đây, một cái ly rót chiều cao là 10 cm, đường kính mình là 8 cm. Giá là 20.000 một cái, em có 6 cái nha mọi người. Mọi người comment 205 em có 6 cái kèm theo số lượng cho em nha. 105 cho chị Higo. Một cái chén cơm màu đen, mộc mộc. Đường kính của nó là 14 cm, chiều cao là 6,5 cm ạ. Giá là 40.000 một cái luôn, mọi người lấy thì mã 400 nha, 40.000 mã 400 cho em nha. Chén cơm màu hồng rất là năng tay nha. Cái này dày dặn luôn. Đường kính là 11 cm, chiều cao là 5 cm ạ. 20.000 cái này mọi người lấy thì comment cho em mã 206 á, 20.000 mã 206 á. Đây một cái đựng thức ăn. Chiều dài của nó là 20 cm, bề ngang là 11 cm. Giá là 30.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 303 nha, 30.000 mã 303 nha. Dưới cái trồng đĩa kế bên cái ly nâu và cái ly xanh chống đít lên đỏ. Là cái này nữa hả? Ly xanh chống đít. Đây là đây. Chị tìm quá. Cái này phải không chị ơi? Đường kính của nó là 12 cm, chiều cao là 6 cm. Giá cái này là 30.000, lấy thì comment cho em mã 303. Em có một cái thôi. Bể hoa 30.000 mã 303. 2 cái này. Đường kính cái lớn là 15, cái nhỏ là 13 cm. Em bán couple luôn. Hai cái 40.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 404 ạ. Yamatsu Japan. 40.000 mã 404 nha, 303 chốt cho chị An An. Cái gì anh bạc hướng 12 giờ. Cái này là để pha lê nha anh Cường. Em có 5 cái. Đường kính của nó là 18 cm nha anh. Một cái mà người lấy thì comment cho em mã 606 nha, đĩa pha lê nha. Em có 5 cái, 606, em có 5 cái. Ánh sao cười rất là đẹp, nhìn qua ánh đèn đẹp chuẩn luôn. Còn mới, 606, em có 5 cái. Cái gì đây? Đường kính là 13 cm ạ. Giá là 20.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 202, giống cái nắp thế nhỉ. 20.000 mã 202. Rồi tiếp tục là cái đĩa chữ nhật dài. Đường kính là 20, chiều ngang là 12,5 ạ. 40.000 mã 404 em có 3 cái. 40.000 mã 404 em có 3 cái nha mọi người. 606 em chốt cho chị Hi qua một cái. 404 em có 3 cái. Còn 4 cái nha mọi người, 606 còn 4 cái. Đây, 2 set ly màu đen, uống cà phê, uống trà. Đường kính là đĩa là 15, đường kính cái này là 8,5, chiều cao là 7 cm. Set này em bán với giá 50.000 một set, em có 2 set nha. Mọi người lấy thì comment cho em 503, em có 2 set. Rồi một cái thố màu nâu.
Đường kính là 13 cm, chiều cao là 7. Nhìn nó rất là kỳ quặc. Cái này hình như là thố ăn cơm. Cơm trồn. 50.000 cái thố này mọi người lấy đi comment cho mà 502 nha. Trồn cơm vào và ăn. Hình... Ờ, chắc thế. 502 nha mọi người. Cái bình bát cho nó ăn okay. Đường kính là 13 cm, chiều cao là 6 cm. Cái tô lượng giá là 25.000 cái này. Mọi người lấy thì comment cho mà 256 nha. 256 ạ. Bình hoa cutani có tiền thế giới nha. Đường nét sắc sảo, có chim, có hoa. Đường kính miệng là 10... Đường kính miệng là 3 cm, chiều cao là 3 cm. Nó bị mẻ. Cái này bị mẻ rồi mọi người, nên là em thôi. Một cái ly. Đường kính là 8 cm, chiều cao là 10 cm nha. Giá là 25.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho em mà 200 ạ. 25.000 một cái mà 200. Chốt cho chị Higo 256. Đây em có một bộ để vào đồ ăn vào tủ lạnh ấy mà nó mới nguyên mà có 3 size nha. 200 256 là cái này. Không cái này nhưng mà 25.000. Đường kính cái này là 14 cm, cái nhỏ hơn là 10 cm, cái nhỏ hơn nữa là 7 cm, chiều cao là 7 cm nha mọi người. Có 3 size mới nguyên nha, quần Nhật nha, thì chính quần Nhật. Cái này em bán với giá là 150.000, ai lấy thì comment cho em mã 150 nha. Cái này hiếm lắm mọi người, săn cực kỳ luôn ấy, tại nó mới nguyên mà có 3 size. Một cái tô men sứ đá. Đường kính của nó là 15 cm, chiều cao là 8 cm. Giá là 30.000. 150 chốt cho chị Mỹ Phước. 30.000 mà 306 nha. 30.000 mà 306. Men sứ đá, chén cơm 20.000 mà 201. 20.000 mà 201. Ly này 30.000 mà 303 cho em nha. Đường kính là 16 cm, chiều cao là 8 cm. 303 còn mới, 30.000 mà 303. Đây, một số có quay. Đường kính là 14 cm, chiều cao là 4 cm. Giá cũng là 30.000, mọi người lấy thì comment cho em mà 306 nha, 30.000 mà 306. Cái chén cơm hoa, đường kính là 12 cm, chiều cao là 5 cm. Giá là 20.000 mà 200. Một cái con cá đường kính của nó là 19,5 cm luôn. Giá con cá này là 35.000. Mọi người lấy thì comment cho mà 351 nha. 35.000 mà 351 nha. Hay nói. Đây em có cái 5 cái điểm men lam đây. Đường kính của nó là 18,5 cm. Giá là 40.000 một cái, em có 5 cái. Mọi người lấy thì comment cho em mà 403 nha. Em có 5 cái nha. Còn mới nguyên 40.000 một cái mà 403. Men lam đẹp. Đây em lên cái này nữa là em nghỉ giải lao rồi. Tí em like tiếp nha, em khan cổ rồi. Đường kính là 12,5, chiều cao là 9 cm. Giá là 30.000 cái này. Có hoa trong, hoa vẽ tay trong. 30.000 mà 303 nha mọi người. 30.000 mà 303. 403 một cái. 403 một cái. Em chốt cho chị Higo. 303 chốt cho anh Cường. Chốt flight tiếp này.
Cái này đường kính là 16,5cm, chiều cao là 6cm. Giá cái này là 45.000 một cái nha, còn mới nha, tô đen 45.000 mà 407 nha. À 457 nha. 45.000 mà 457 nha mọi người, còn rất là mới. Ô, có nắp. Ok à. Tô có nắp. Đường kính là 15,5cm, chiều cao là 7cm chưa tính nắp ạ. Tô có nắp giá là 60.000, mọi người lấy thì comment cho mà 602 nha. Em có một cái thôi, 60.000 mà 602. Bên dưới nó hơi răn răn. 457 cho tôi gì Higo. Thôi đừng lên hàng nữa. Like cho hết em đi, tí lên sau. Cái này cành của nó là 14cm nha, chiều cao là 3cm. Giá cái này là 35.000 một cái, em có 3 cái. Gốm mộc men ngọc rất là đẹp luôn ấy, 35.000 một cái, em có 3 cái. 457 cho chị Higo, 602 cho chị Higo. Bao nhiêu đây? 35.000 một cái đúng không? Em có 3 cái. Có tô ăn mì nữa không? Dạ. Có nắp ăn mì. Nắp ăn mì. Có cái mì ca đó đi. Mì ca đâu? Mì ca đâu có ăn được mì đâu. Rồi cái tô này. Đường kính của nó là 14cm, chiều cao là 10cm ạ. Giá là 40.000 cái tô này, mọi người lấy thì comment trên mã 402 nha, nó sâu và nó to nha. Hình thỏ đây, 402. Còn nắp ấy, cái tô đen to nha. Cái này ăn phở, ăn mì thoải mái. Chiều đường kính là 17cm, chiều cao là 9cm ạ. Giá cái này là 60.000, mọi người lấy thì comment cho em mà 606 ạ. Cái này men da lớn 606 nha, to luôn ý, ăn mì 606. Có gì nữa. Hai cái đĩa trắng như thế này. Đường kính của nó là 20cm, nó hơi sâu lòng, chiều cao là 4cm ạ. Giá của nó là 30.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho mà 303, em có 2 cái nha, Italy. 606 chúc cho chị An An. Cái này 303 em có 2 cái. Nhìn nó rất là sang, để thức ăn lên ở đây, nó tôn lên thức ăn luôn. Tiếp tục là cái tô đen còn lá phía trong. Đường kính là 15cm, chiều cao là 7cm. Giá một cái là 45.000, mọi người lấy thì comment cho em mà 455 nha, em có một cái thôi nha, 45.000 mà 455. Cái này hoa màu men men ngọc, em thích kiểu men này. Đường kính là 16, chiều cao là 4cm, giá là 30.000, mọi người lấy đi comment cho em mà 306. 303 cho chị Dương. Cái này 306. Tiếp theo hai cái tô to, tô to sâu, đường kính là 15cm, chiều cao là 7cm. Giá một cái là 50.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 503 nha. Em có hai cái mới nguyên. 50.000 mà 503. 306 cho chị An An. Một cái như thế này, có hoa, có quả hồng. Đường kính là 17cm, chiều cao là 3cm ạ. Giá là 40.000 nha, 40.000 mà 402 nha. 402. 40.000 mà 402. Cái này bên trong nó hơi tẩy tẩy nha mọi người, em bán rẻ nha. Đường kính 15, chiều cao là 5cm. 20.000 thôi, mọi người lấy đi comment cho em mà 200 ạ. Nó hơi trầy trầy á. Đây 200 nha mọi người. Em có 4 cái đĩa men lam. Đường kính của nó là 18cm nha mọi người. Giá một cái là 30.000, mọi người lấy thì comment cho em mà 304. Em có 4 cái á, 30.000 một cái mà 304. 200 chốt cho chị Higo. 30.000 một cái mà 304.
10.000 hả? 101, 10.000 tiền chấm. Cô đâm à? Đây, một cái đĩa siêu to nữa đây. Đường kính của nó là 26cm à. Viền thì nó cũng khá mới nhưng mà nó có tróc nhẹ nhẹ ít ít thôi nha. Em sale cho mọi người thấy. 70.000 em sale còn 60.000. Mọi người lấy thì comment cho em mà 602 ạ. Nó tróc ít lắm, nhìn kỹ mới thấy chứ nhìn bình thường không thấy đâu nha mọi người. 602. Một cái cối đâm to to nữa. Cái này đẹp. Họa tiết nó đẹp lắm. Đường kính là 17cm, chiều cao là 8cm. Cối này giá là 80.000. Mọi người lấy thì comment cho em mà 800 nha. Có củ rền. Họa tiết bên ngoài đẹp mà. Cối này nặng luôn ấy, chắc chắn. Còn xì nước không? Rồi hai cái này. Đường kính của nó là 21cm ạ. Có viền vàng thì còn mới nha, cái này còn mới. Kansai chai ăn. À chai ăn. Nhập. Doraemon nhập. 40.000 một cái nha mọi người. Em có hai cái mà 402 nha, em có hai cái ạ. Rồi một cái đĩa màu hồng. Đường kính của nó là 22cm. Không ai nói gì mà. Giá của nó là 40.000 mà 406 nha. Rồi cái cuối cùng này. Đường kính là 22cm. Còn mới. 40.000 luôn mà 407 nha mọi người. Mình làm hoa rất là đẹp. 407 mà còn rất là mới nha. Rồi. Rồi mọi người nghỉ ngơi tí nha, để em soạn hàng lên rồi em sẽ like tiếp tới tối luôn nha mọi người. Like sale sập sàn tới tối luôn nha. Bye bye mọi người.